Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Thanh Mai, hiện tại mình đang đứng ở trên cái lầu 3 của Dinh Độc Lập đó các bạn. Thì ở đây trên cái sân thượng này nó có một cái chiếc trực thăng UH-1 được sản xuất ở Mỹ vào năm 1959 phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ Mỹ. Tuy nhiên trong thời gian chiến tranh Việt Nam thì quân đội Mỹ có qua Việt Nam và có hỗ trợ cho chính quyền Sài Gòn. Chính vì vậy là từ năm 1962 thì cái loại trực thăng này được sử dụng ở Việt Nam và nó được phục vụ cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam trước năm 1975. Thì các bạn thấy có hai cái hình màu tròn á, cái hình tròn khoanh màu đỏ đó các bạn. Thì nó là vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày mùng 8 tháng 4 năm 1975 đó các bạn, thì Trung úy phi công Nguyễn Thành Trung đã lái chiếc máy bay FE-5 này nè, đã ném hai quả bom trúng đích tại đây. Đó thì các bạn thấy bây giờ cái loại máy bay này cũng được trưng bày tại đây, cũng giống như là một cái hiện vật của lịch sử thôi. Thì các bạn mà vô tham quan Dinh Độc Lập thì sẽ thấy được cái máy bay này ở trên cái nóc của tòa nhà Dinh Độc Lập. À, các bạn thấy không? À, đây là quang cảnh ngoài vườn của Dinh Độc Lập. À, và đây là chiếc máy bay trực thăng đã sử dụng trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam. Và các bạn thấy luôn là cái mảnh bom á, mà cái sót lại của hai quả bom mà Trung úy Nguyễn Thành Trung đã ném xuống đây này các bạn, thì ở trên cái mảnh bom nó có cái chữ ký của ông ấy đó. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi cái video clip của mình. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Mình tên là Thanh Mai.